đi khắp thế giới khi top trend Việt Nam Day and Night phủ sóng toàn bộ tàu in, tự hào gọi tên mỹ nhân Hoàng Lan Anh tạo nên xu hướng hot nhất nước bạn. Với dân chơi hệ top top thì chắc không còn lạ gì màn tung đồ lắc hông cực cuốn của Hoàng Lan Anh và Quỳnh Bay đã tạo sóng thời gian qua. Mới đây chiếc trend này đã vươn tầm quốc tế khiến giới tàu in dần dần đu theo. Đi đâu cũng thấy người ta lắc lắc lắc. Phiên bản gần với Hoàng Lan Anh nhất vẫn là các soái ca, đơn giản là đỉnh cao của sự phức tạp. Đu trend trong nhà thôi, miễn nhân vật chính mờ lem là đủ lên xu hướng. Không chỉ có nam thanh nữ tú mà hội trẻ em cũng đu mạnh, như hai cậu bé sinh đôi mới tí tuổi cũng lắc hồng biến hình y như thật đây này. Một số cặp đôi thì đu trend theo kiểu tiểu phẩm, giả vờ cự cãi, này nọ lọ trai trước khi chính thức nổi lên nhịp beat để cùng nhau lắc hồng các kiểu. Ôi giời ơi! Trái nhất vẫn là đôi này, đầu tư cả mascot, xong ra trung tâm thương mại, xét góc quay các kiểu, diễn xuất chuyên nghiệp, rồi Day and Night giật giật tung trời luôn. Đúng là tự hào quá Việt Nam ơi, cơ mà công nhận cái nhạc này nó cuốn ghê á trời. Cả nhà đã đu chưa nào? Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.